Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta đang có mặt ở ngay địa chỉ 62 Trần Hưng Đạo, là cái chung cư thời xưa nè. Ngay đây cũng là cái góc đường Trần Hưng Đạo và Đề Thám. Ngay đây thì có cái nhà thờ Tinh Lành. Nhân đây thì em cũng xin chúc cô chú anh chị mình ngày mới vui vẻ và cuối tuần thật là nhiều sức khỏe. Đây có cái nhà thờ Tinh Lành, thì nay chủ nhật thì bà con mình đang đi lễ. Đây theo hướng Trần Hưng Đạo này thì chúng ta sẽ đi về chợ Bến Thành. Đây. Còn hành trình của chúng ta hôm nay thì sẽ đi đến đường Đề Thám, từ góc ngã tư Trần Hưng Đạo và Đề Thám để đi đến chợ Cô Giang. Qua đó thì mình cũng gửi số hình ảnh ở cái hẻm 160 Đề Thám để gửi đến cô chú anh chị và các bạn. Đây thì nhà thờ Tinh Lành thì đi lễ bữa tối thứ bảy và ngày chủ nhật. Hội Thánh Tinh Lành. Bữa giờ mình đi ngang thôi, mình không có quay rõ ha. Bây giờ chúng ta sẽ xem rõ cái giáo xứ như thế nào ha. Ôi, nhà thờ này có thay đổi hơn xưa không ha? Vẫn như ngày xưa, nhưng mà có lẽ dài hơn. Bà con mình để xe phía trước rồi đi lễ ở trong. Hiện cũng đang làm lễ. Đây ngay góc Trần Hưng Đạo và Đề Thám năm xưa. Và nhìn thấy hai cái chung cư cũng xưa, và kế bên thì có rạp công nhân hay là rạp Nguyễn Văn Hảo. Rạp Nguyễn Hảo rồi đến cái dãy phố dãy nhà cổ thời Pháp á. Đối diện thì cũng có cái chung cư, không phải chung cư mà là cái ký túc xá. Thì ngày xưa thì có cái phòng tập của sư phụ Kiến Càng ở trong đó. Rồi sau này sư phụ dời địa chỉ về nhà. Ở đó thì có cái hẻm thông ra Cô Bắc luôn. Rồi bây giờ chúng ta hành trình mình đi về đường Đề Thám để đi đến chợ Cô Giang nha. Đường Đề Thám thì ngắn thôi. Ở khu vực này đường ngắn không à, đường Đề Thám Cô Bắc Cô Giang hầu như là xem nhau về độ dài. Hiện tại cũng rất là nắng. Nhiệt độ bữa nay chắc khoảng 37-38 độ. Đây, bà con mình đang đi lễ nè. Cái hẻm 160 thì nằm bên tay trái. Bên tay trái nè. Chúng ta đi tới tí xíu nữa. Đáng lẽ đi bên kia mát, nhưng mà đi bên đó thì chúng ta không thấy được toàn cảnh của cái hẻm, nên đành phải chịu đi bên đây để đổi lấy những cái hình ảnh đẹp như thế này. Đây Liên Tông Tự, Bủ Hoa Tự, đi vô nhà của anh Lý Loan ha. Hẻm 182. Một lần nữa chúng ta nhìn lại hẻm của mình nha. Vẫn còn cái chị bán đồ ăn sáng. Đối diện thì cái rạp hát chiếu phim Hồng Kông ngày xưa đây nè. Hay chiếu phim Hồng Kông. Bây giờ thành cái tòa nhà Sparky. Cái hẻm 160 thì là cái hẻm bán đồ ăn sáng.
hay bán hủ tiếu. Có lẽ đi chúng ta đi sáng sớm rồi, nhưng mà do dẫn bạn đồng nhỏ đi ăn phở rồi đi chợ, nhưng mà lúc sáng thì lũ bu nên không có quay được, nên thật ra bây giờ chúng ta mới đi dẫn cô chú anh chị bạn mình đi phơi nắng. Đây hẻm 160 thì kế bên đó thì có cái nhà, cũng khu vực này cũng nhiều người Hoa ở lắm. Đó. Nhà này hiện đang cho thuê nè, nhà cho thuê 160 thì bán hủ tiếu, cô bán hủ tiếu. Đó. Nhưng mà bây giờ thì hết rồi. Đó. Hẻm này thì là hẻm Tùng thôi, đó, hẻm Tùng. Số hình ảnh gửi cô chú anh chị và các bạn ở khu vực hẻm 60 ha. Rồi chúng ta nhìn qua cái đối diện hẻm thì có cái liên tông tự. Đi vô cái hẻm này thì chúng ta ra hẻm 100 Trận Đạo luôn á, 100 Cô Bắc luôn. Rồi chúng ta đi thôi, tiếp tục hành trình đi đến chợ. Rồi mình nhìn xíu nữa nha. Cái bên thì có cái nhà đó mới sửa lại rồi, nhà bằng vàng. Này có cái nhà bán tạp hóa rất là lâu rồi nè. Bán cái tạp hóa này lúc trước ở bên đường Cô Bắc á, sau này thì họ dời xuống đề thám này. Đây có hai cái nhà đang xây lại, hẻm 148. Rồi thông qua đây thì em cũng cập nhật số hình ảnh về cái hẻm xưa. Khi mà mình có dịp về Sài Gòn thì mình không có bỡ ngỡ ha. Nhân đây kính chúc cô chú anh chị bạn mình cuối tuần vui vẻ nha. Wow, quá nắng. Rồi đến đây là ngã tư Cô Bắc và Đề Thám. Ngay đây thì có cái hẻm 114, nhà chú Hùng và anh Peter. Thì ngày xưa ở đây thì có cái bồn nước, nhưng bây giờ thì không còn cái bồn nước nữa, ngay góc Cô Bắc và Đề Thám đây. Hướng này là Đề Thám, còn hướng này là Cô Bắc. Nhưng mà chúng ta sẽ đi đến chợ. Đến chợ Cô Giang theo cái trục đường Đề Thám này để đi mua bún với lại cam với lại trái dừa nữa. Hay cha mua nhiều quá. Không, đáng lẽ đi sớm là mua là có người xách rồi, nhưng mà do đi trễ quá không có rủ bạn đồng mà nị theo nên đành phải ôm. Chỗ bún tiêu thì có không? Bây giờ là 10 giờ sáng. Hồi chút nữa chúng ta sẽ về đường hẻm này nha. Về đường hẻm 83 cho nó mát. Hình ảnh ở chợ Cô Giang một lần nữa gửi đến quý vị và các bạn.
chợ này thì chắc chúng ta đi quen thuộc quá rồi ha, nên không có gì phải lạ hết. Cá thì có cô bán cá thắt lát rất là lâu rồi nè. Đây, chúng ta đến giao lộ Đời Thám và Cô Giang. Lúc này thì chúng ta đi về cầu ông Lãnh nè. Đấy, 1 kg bún bò con. 23 ngàn. Mấy anh? 1 kg. Nhiêu tiền? 20 ngàn. Đây cô bán chỉ có buổi sáng thôi. Đây cô bán chỉ có buổi sáng nè. À, buổi chiều đi mua phải đi ra chợ trái rồi kêu mua. Dạ. Dạ. Buổi sáng thì ăn đây, buổi chiều ra chợ trái. Còn này nó mua nhiều chiều ăn luôn nè. Dạ. Cảm ơn cô. Rồi chúng ta đi mua trái dừa nè. Trái dừa bún là chỉ có 10 ngàn ký thôi. Trái dừa và cam ta quay trở lại đường cũ nha. Mình cứ mua dừa đi, mua dừa ở đầu hẻm này cái nữa rồi mình đi về luôn. Thì nhân đây thì chúc cô chú anh chị bạn mình luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Rồi lấy con trái dừa đi con.